Đối với internet họ cũng có khuyến mãi đêm này đó quý vị, thì khoảng 20-25 đô một ngày một máy, mà máy nếu mình mua hai máy thì máy thứ hai họ sẽ giảm 50%, thì còn khoảng mười mấy đô ngàn. Ai có nhu cầu thì ngày mai mình cả ngày ở trên tàu đó có thể liên lạc với Nguyên hoặc Tiếp Tân để họ cho mình cái mật mã. Rồi bây giờ xin mời đoàn mình xuống, mình di chuyển qua góc bên tay trái nha, mình chụp hình.